kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay, nếu không quá dư giả về kinh tế thì chúng ta có thể hoàn toàn lựa chọn cho mình một chiếc máy đã qua sử dụng với giá cả hợp lý mà vẫn có những trải nghiệm như máy mới. Và hiện tại thì iPhone đã qua sử dụng đang được rất nhiều người quan tâm. Song không phải ai cũng có đủ kiến thức để chọn mua. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lựa chọn một chiếc iPhone 6 cũ, máy tốt và sử dụng được ổn định lâu dài. Bước đầu tiên, chúng ta phải kiểm tra về hình thức của máy. Để chọn được chiếc iPhone 6 cũ tốt, trước tiên chúng ta phải kiểm tra hình thức bên ngoài của máy. Sản phẩm đã qua sử dụng thì việc sức nhẹ là điều không tránh được. Các bạn phải nhìn kỹ mặt trước và sau, trái, phải, trên dưới, xem ốc, ổ sạc của máy có bị toét ra hay không. Và kiểm tra cạnh viền màn hình không bị xước quá nhiều, không có dấu hiệu bị xước vỡ là được. Ngoài ra, các bạn có thể để ý kỹ viền màn hình không có dấu hiệu cậy, thay tháo. Màng loa cũng không có quá nhiều bụi vì là hàng đã qua sử dụng. Sau đó kiểm tra đến các phím bấm chức năng như phím nguồn, phím âm lượng, xem độ nảy, độ đàn hồi và chức năng hoạt động có còn tốt hay không. Các bạn nhớ test cả ổ cắm, tai nghe và giắc cắm sạc. Bước thứ hai khá quan trọng, chúng ta kiểm tra cảm ứng của máy. Các bạn kiểm tra phần cảm ứng của máy iPhone 6 cũ bằng cách bấm vào một biểu tượng và di chuyển nó trên toàn màn hình. Nếu ở một vị trí nào đó mà biểu tượng này dừng lại thì có thể cảm ứng ở đó có vấn đề, các bạn có thể đổi máy khác. Bước thứ ba chúng ta sẽ kiểm tra mã sản phẩm. Một điều quan trọng là chúng ta nên kiểm tra bên trong xem phiên bản của nước nào. Các bạn vào cài đặt chung, ở phần giới thiệu sẽ thấy các ký tự viết tắt của từng thị trường. Đây là một số mã phổ thông của iPhone dành cho các thị trường khác nhau trên thế giới. Mã ZA là phân phối tại Singapore, mã ZP là phân phối tại Hồng Kông, mã CA là phân phối tại Canada, mã XA là phân phối tại Úc, mã LL là phân phối tại Mỹ và mã Z là phân phối tại Nhật. Ở đây thì mình đang có phiên bản của Mỹ. Có một số lưu ý đối với các bạn là tất cả các sản phẩm iPhone 6 cũ nói chung đều có mã khác nhau, chỉ hiển thị tên thị trường phân phối khác nhau, chứ không phải là nơi sản xuất của hàng hóa. Bởi tất cả chúng đều là phiên bản quốc tế và chất lượng sản phẩm là tương đương nhau, không có sự khác biệt nhiều. Bước thứ tư cũng là một bước khá quan trọng, chúng ta kiểm tra iCloud. Đây là phần rất quan trọng khi các bạn mua iPhone 6 cũ. Thường thường, ở những cửa hàng có uy tín, trước khi giao sản phẩm cho khách hàng, các máy đều được reset và cài đặt phần mềm, nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng để chắc chắn hơn, bạn có thể vào cài đặt chung và đặt lại tất cả sau khi khởi động lại máy. Nếu như máy không yêu cầu tài khoản iCloud, các bạn có thể dùng bình thường. Bước thứ 5 chúng ta sẽ kiểm tra camera của máy. Với iPhone 6 cũ, thiết kế có một nhược điểm là camera sau lồi, nên khi sử dụng rất dễ bị xước, nghiêm trọng hơn có thể bị xước vỡ. Nên khi mua máy đã qua sử dụng, các bạn nên lưu ý về điều này. Các bạn bật camera lên và chọn chế độ Auto Focus, xem máy có focus hay không. Sau đó thử camera trước, chụp thử một bức ảnh bằng camera sau, rồi mở lại và zoom ảnh lên để xem độ sắc nét và chất lượng ảnh. Nếu ảnh không bị mờ, ám màu bất thường là được. Sau đó, các bạn thử kiểm tra kết nối Wi-Fi và cũng thử luôn loa xem có bị rè không. Các bạn bật Wi-Fi lên, thử một trang mạng YouTube chẳng hạn để tải về một đoạn video. Nếu tải nhanh là Wi-Fi máy ổn, tiếp đó các bạn có thể mở âm lượng to lên để xem đoạn video này thử loa có bị rè hay không.
Mình vừa hoàn thành bài test để giúp các bạn có thể chọn mua cho mình sản phẩm ưng ý và hoàn hảo nhất. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like và subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào!